Vì cái video lên trên YouTube thế, xem là cái độ khó khăn của nghệ sĩ. Ấy, anh có cảm thấy có sợ gì không? Nói có. Thế đó, cho lên trên YouTube rồi. À, khó khăn gì trình bày ra này, quảng cáo gì quảng cáo đi. Hả? À, gọi chị Liên ra chị ấy cổ vũ á. Nói đi để gần lên cho lên trên mạng thì đầy đủ tiếng nói rồi thế nào. Đấy, tôi báo gọi đây là thành quả. Theo CJ ôm cột thì đây là cái sản phẩm đã thành công. Đấy, các bạn nhìn chỉ rất là cho anh em chưa? Rất khó khăn. Đấy. Rất đẹp ở đây là hình quả. Các bạn có nhu cầu hãy cứ liên hệ với anh em Mỹ thuật studio ở đây nhé. Này. Phần mây hai vòng. Đấy. Chia sẻ cho anh em luôn nhé. Đấy. Cái này sẽ được phát trực tiếp cũng như là trên kênh YouTube mà không cần qua trình sửa. À, bóng lẫy rồi đấy. Ta chơi cả hai nữa. Lấy thùng đứng cũng được mà. Thank you.